Sa mạc làm sao Thằng mà nhiều điểm bằng nào map 1, bây giờ nhanh bằng map 1 được. không? Có trận có 20 phút. Hôm bữa mình mới Sa bắn mạc không con có chuyện mà đi xe kiểu rong đi săn ở dưới đường đâu. Ngồi trên đồi nó sấy cho. Còn phải tính toán từ cái đồi này đứng. Người này. Nó cháy à, nó cháy ăn à. Ê, vô với chúng tôi này. Lên đây em kẹt được, lên đây. Lên đồi. Nhá, anh Giang từ từ nhá. Đây, anh Giang đi xe không máy mà nó không bắn mà đè bắn. Nó đẩy Giang kìa. Ôi, nó bên trái em ơi. Bên trái. Nó bắn qua bờ. Trái này. Còn hàng trái nè. Đúng không? Trời ơi. Okay. Đi lên mà đúng không? Đi rồi. Thằng trái là thằng boss. Làm một việc mình. ngon. Indo chặn lại nhiều điểm. Cứ đồ nhiều là nhìn là sướng, còn nhiều điểm. Hai xe hả? Ờ, hai xe. Một siêu xe với một đa xe. Đúng nhỉ? Có đa xe, em thấy con đa xe. Cả con siêu xe này. Thôi, bỏ đi. Dẹt dồn. Cả bên này, thì nó cứ chờ đi lên luôn. Cẩn thận cắm cầu nha, đa xe bên trái nha. Bây giờ đi cầu này cũng phải cẩn thận này, sợ thật đấy. Cầu cũng bé này, cũng sợ thế thôi. Thấy cả đang rơi trên đầu luôn. Qua đổi đá trên xe đi. Thình. Đâu có thấm bó nào. Đi để em xem lấy xếp xe cho. Lấy xếp xe không? Xong quay lại luôn, đi đằng kia để ăn thịt. Đâu vậy nhỉ? Ủa xả lắm, thính ở bên Seveny cơ. Đây. Let's go. Ôi nhà trái nha, trái. Gần, đôi. Nhà kho mà. Ốp luôn này, tập trung này ngay. Ok. Trước mặt này. Indo ạ. Đồ. Cầm MK ủi liền anh em. Cầm gì mà giờ ba. Vào nhà này đi. Vào nhà này đứng đợi tí bắn bọn bên cảng cái qua. Nó có nhiều hướng qua. Đây là ngã ba tử thần. Lai đào một thân. Em ở. Anh nhai. Anh đây nghe u hư rồi đúng không? Hả? Anh nhắc u hư rồi đúng không? Ui dồi, bò đẹp quá, tập trung. Bốn thằng qua cầu, bốn thằng qua cầu, thì bốn thằng luôn. Xe qua nha. Hướng. Ủa, nó lậu ra giờ, chả nó ta. Ủa, nó vô, à nó quẹo. Qua cầu này nha. Để anh làm được. Được. Ui, xe. Xe đầu đâm xuống này. Nó vào nhà đánh giá hai bên. Cấp 1 này. Trong khói á. Trong nhà này. Trong nhà trên lầu 2. Bom này, bom lửa. Bom lửa. Chết rồi đấy. Lê. Ôi trời ơi. Quả lửa đấy là chính rồi.
Dính đâu? Dính đâu bạn ơi? Con này nó ở đâu nhỉ? Có xe trên tên phải em nè. Watch out. Đâu? Watch out. Enemies ahead. Ok, bắn trái trước, bắn trái trước. Đâu nó dừng không anh? Dừng rồi thấy em. Em đập xuống mà mắc sai. Nó dừng. Đi trái rồi, đi trái rồi. Trước mặt. Từ từ. Phải, bắn nó phải. Ê, rồi nhà em vốt đúng không? Vốt với chúng tôi. Trái. Sau lưng có xe lên này. Đang bơm máu nhá. Có vào em này. Từ từ, anh đang bơm máu nè. Lê. Thế nhờ. Cái thằng nào mà anh đang bắn đưa đứt vô mặt anh thế nhờ. Thằng nào ấy? Thằng nào? Thằng nào tao quên rồi. Đâu. Anh phải lúc ấy phải phản xạ nhìn luôn. Nhìn luôn. Thằng nào mặc đồ trắng trắng thằng số 2. Thằng nào cũng trắng trắng, anh em số 4. Em bọn thằng số 3. Thằng số 3, thằng số 4. Đây là bộ em màu đen nhé, không liên quan. Thằng gì là rồi. Đúng rồi. Từ từ, đại bo đã. Bắn đâu rồi? Enemies ahead. Đông hai. Đang đứng gần đây à? Ừ, xem thì bơm ác thôi chứ nhờ. Lên xe đây. Cầm lấy tết la quét. Anh đang công hai anh em rồi. Lấy tết la quét. Không đâu. Em còn hai chiếc này. Mày nằm hả mày? Đi. Bắn đi bộ, bắn cho mấy viên cho nhìn em bộ. Đúng rồi em trai. Phải. Đấy, giải quyết liền. Ê, nó nhanh gọn thôi. Ừ. Mạnh chân đấy, kêu rồi. Mày kêu bà cầm. Ôi, được luôn. Đủ luôn rồi à? Đủ rồi. Ôi, chấp mặt đông. Nằm dưới kìa. Phải hai. Sau xe đồi chắc đỏ có, sau gốc cây bên phải có, đông lắm. À, đúng rồi. Ui, từ, nó nằm sau xe đỏ này. Lê, tin mày lia. Tim dưới. Đây xe này. Đẩy luôn à? Lên xe, bảo phải. Lục kéo, tôi yêu các người rồi. Đấy, thằng cỏ này là phải lấy xe lưu rồi. Đỡ có thời gian. Đây. Enemies ahead. Em thấy nó rồi. Anh vừa nghe nhìn thấy nó bò kìa. Đâu. Đâu thấy nó bò đâu. Tào lao. Vừa hiện chân trên này mà. Chân kìa. Lê. Còn một anh em xử lý nốt đây. Lục kèo. Quay anh đi bắn. Đi.
Rồi. Nhanh lắm M3, nhanh lắm. Ê. Một vai thật 13 kill đấy. Em bắn trận này phải tầm 17 điểm. Trận này lên server mà. 16 đấy chưa? Bằng 2 trận top 1, 3 trận top 1 luôn. 16 điểm. Bằng 3 trận top 1.